Chào mọi người. Nay thì chúng ta sẽ đến với một clip 2v2 ở tài khoản 24 này. Thì mình mời mọi người cùng xem trận đấu luôn nhé. Thì dạo này mình khá là ít đăng những cái clip về các cái trận đấu hay như thế này. Thì bù lại vào những bằng những cái việc đó thì mình đã live stream để mọi người cùng xem để giao lưu cho vui vẻ. Và những hôm nào mà mình không live stream thì mình sẽ cố gắng có những clip để gửi mọi người. Mọi người có clip để xem sẽ cảm thấy đỡ trống vắng hơn. Thì chẳng hạn với cái trận đấu lần này, đây là một trận đấu ở map tuyết và hạn đi 2v2 map này thì khá là hợp lý và tuyệt vời khi mà map rộng, nhiều đường, nhiều ngõ ngách để hai người chơi có thể thi chuyển các cái chiến thuật cũng như là dùng cái lối đánh phù hợp nhất trong cái map này để hỗ trợ nhau đối công cũng như là phòng thủ đối với quân địch. Thì đầu tiên nhặt hộp như mọi khi thôi, không có gì là quá đặc biệt. Những pha tranh chấp hộp bằng lính một giữa cả hai bên nhau, chính xác là bốn bên, vì là khi mà đi 2v2 thì thằng đồng minh của mình nó cũng chả mấy khi nó nhường hộp cho mình đâu, khi nó cứ nhặt thôi, được bao nhiêu là được, vì là nếu mà không nhặt mà nhường thì có thể là quân địch có thể sẽ nhặt mất. Bắt đầu vào trận chiến thì hai bên đang giao tiếp bằng các cái lệnh có sẵn ở trong trò chơi để có thể có một cái chiến thuật phù hợp nhất đánh với đội bạn khi mà rào cản ngôn ngữ đã bị xóa bỏ ở ngoài game. Tuy nhiên là vào trong trận chiến thì mình vẫn chưa có Google dịch, vì vậy là chỉ có thể giao tiếp bằng các cái lệnh cơ bản của trò chơi. Đây thì bên nhà địch đã bắt đầu lên nhà 4 rồi, đây chắc chắn là nhà 4, có lẽ cũng đã trinh sát được nhà mình. Ở đây thì bên này cũng đã có một máy bay và cái máy bay thứ hai được xuất xưởng. Ở trận đấu này thì là dường như là cả hai bên đánh đều ra máy bay à, bên đồng minh mình và anh mình, à không, anh mình sẽ ra quân bộ đánh khói, còn bên đồng minh sẽ ra máy bay. Thì đây là cái đoàn tấn công khá là phổ biến giữa cả hai bên xanh và đỏ. Bên xanh thì sẽ có một nhà ra bộ, còn ở bên đỏ cũng vậy, một cụ nhà sẽ ra khói công. Cách đánh này thì là mình ấy là khá là tuyệt vời cho cả hai bên. Đỏ có thể nên cả hai nhà máy bay được, tuy nhiên là nếu mà lên hai nhà máy bay bên kia bắt bài nó chơi full máy bay thì bên mình sẽ toang dễ hơn. Và đặc biệt đây là một cái map khá là nắp néo, thuận tiện cho việc đánh khói. Các bạn có thể thấy các cái đường đi vào nhà này, có thể đi vòng ở đây rất là rộng rãi, vòng ra đằng sau nhà địch được, đi vòng quanh được, khiến quân địch muốn phòng thủ cũng sẽ rất là khó khăn và tốn rất là nhiều tài nguyên. Và nếu mà có ra máy bay ném bom thì muốn hack não cũng không phải là điều đơn giản. Lúc này thì những con lính đứng ở các cái bụi phát huy khá là nhiều tác dụng của nó. Ở đây thì là con này đã trinh sát được quân địch có đường đi quân như nào, giờ đang bắt đầu lui quân về rồi. Còn con lính ở đây thì có thể nhận thấy được động thái cất cánh đi tấn công của máy bay địch, và những cái bụi thực sự là chất lượng và hợp lý. Trở lại với khu vực nhà mình thì anh mình đã bắt đầu có được con khói đầu tiên và đang có khói thứ hai. Với một số người thì người ta sẽ đánh một khói đi tấn công luôn, còn với người khác như anh mình sẽ đánh hai khói, hoặc là mình vậy, mình sẽ phải chơi hai khói. Nhỡ may mà đi công một đoạn đường xa vòng vèo mà chỉ có một khói, khi tắt đi thì bên kia máy bay cũng như là quân bộ nó sẽ thịt mình ngay. Vì vậy là mình phải chơi một cái kèo chắc 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 chắn một chút để còn có cái đường lui hoặc là đường công cho nó tốt. Lúc này thì hai bên vẫn chưa có động thái gì là quá là mạnh mẽ. Bên đây thì một pha chính xác từ đồng minh của mình có nghĩa là cũng ra quân thôi, không thấy có sự điều tiết của máy bay ở đây. Còn lính ở đây cũng đang đứng trinh sát, tuy nhiên là khu vực này còn khá là rộng và quân địch có thể đi khu vực dưới này. Vậy là anh mình nếu mà có thể thì có một con lính đứng ở góc này là hợp lý. Mình đánh ở tầm ranh tướng thì là mình đánh khá là ít chính xác cũng như là ít cắm mắt, mang tiếng là mình đánh đỏ. Vâng, đấy là một cái thiếu sót khá là lớn của mình. Vì mình vẫn đang trong cái thời gian mà cố gắng cho rèn kỹ năng, cũng như mình đã nói rất là nhiều lần kể cả trong clip cũng như live stream rồi, mình mới đánh đánh tướng thôi.
Vì vậy là khả năng của mình nó chưa thực sự tốt như các cái tướng khác. Mong là mọi người có một cái nhìn khách quan hơn và không đặt nặng quá cái vấn đề kỹ năng của mình. Đấy thì tất nhiên là mình vẫn sẽ cải thiện, chứ không phải là vì đó mà mình lười và mình cứ đánh như vậy để gọi là có thể một pha vài pha tấu hài nó vui. Tuy nhiên là thua mãi thì ai cũng sẽ chán thôi. Và dạo gần đây thì mình cũng đã có một vài trận đấu có thể để tạm coi là ổn hơn so với lúc trước. Và đó có lẽ là cái việc là mình đã cố gắng rèn luyện. Và các bạn cũng đã hy vọng mình là có thể đánh xanh nhiều hơn. Tuy nhiên là mình mới đánh mà. Vì vậy là mình nên tập trung vào một quân thôi. Nếu mà tập trung dàn trải quá nhiều thì là sẽ không được tốt. Rồi không lan man vấn đề bên ngoài nữa. Tiếp tục trở lại với trận đấu này thì anh Bình đang có một pha đi quân. Tuy nhiên ở đây đang bật tem chính xác và nhận thấy là quân địch đang có to đen. Nhưng phòng thủ cùng với một đám rớt. Ở đây không phải là quá nhiều, chỉ có vài con thôi. Ở khu vực này thì quân địch cũng đã phải xây tường ra đây. Cũng như là có cả cái hệ thống sửa xe để ngăn chặn cái đường đi quân của mình. Thì trận đấu này mình cũng chưa xem qua. Anh mình cũng thấy trận này có vẻ là hay. Vậy là mình đã vào quay luôn. Hôm nay thì là thứ bảy. Có lẽ là như mọi khi thì mình sẽ livestream, nhưng mà nếu mà mạng không được ổn lắm thì là mình có lẽ là mình sẽ không live đâu. Vì tối hôm trước thì mình có livestream rồi và mạng thì nó khá là tệ. Vì vậy là trải nghiệm của các bạn xem cũng như là trải nghiệm mà lúc chơi của mình nó sẽ không được tốt và khá là ức chế. Lúc này thì anh mình vẫn đang luồn lách vào đây và quân địch đang đưa quân ra. Ở khu vực ở nhà thì cũng đã có quân thủ rồi. Tránh cái trường hợp mà đi công mà quân địch ở nhà vào quấy rối thì sẽ rất là mất tay và có thể sẽ mất cả nhà luôn. Vâng, khả năng phòng thủ quân địch ở đây là rất đông và quân đi tấn công của mình thì 5 giang cua giờ chỉ còn 2 thôi. Và vâng, đang phải tháo chạy ra bên ngoài trước sức chống trả khá là quyết liệt đến từ quân địch. Ngược lại ở nhà mình thì quân địch đã đưa quân lên đây để tấn công rồi. Đang được yểm trợ đến từ máy bay của đồng minh mình. Tuy nhiên là những con rớt với khả năng búp đến từ xe giáp thì nó rất là trâu bò luôn. Vậy là nó vẫn đang được bắn ở đây. Một sức sát thương lớn. Tuy nhiên ngược lại phía bên mình thì giang gua cũng là một số lượng lớn và rớt kia chưa thể bắn chỉ định chuẩn vào những con giang gua của mình. Và nó vẫn thoải mái nã đạn gây sát thương. Vâng, đàn rớt tuy là có sức trâu bò và sát thương lớn nhưng mà không thể bắn trúng mục tiêu thì nó cũng chỉ là một cái bị thịt thôi. Và anh mình đã đẩy lui được cái đàn quân này. Ngược lại thì khu vực ở bên trên đây tiếp tục kéo quân xuống dưới này uy hiếp đến quân địch ở vị trí dưới này. Chưa thấy có động thái tấn công đáp trả nào đến từ đây. Vâng, đã có đạn của Toren từ trong nã ra. Mình nghĩ đây chắc phải khoảng tầm 2 con chẳng hạn. 1 đến 2 con thôi, không phải là quá nhiều. Đây thì quân địch chưa đưa kịp hai cái xe phòng không này về và đang bị anh mình tiêu diệt đi. Hai xe công dung trị giá 300 tài nguyên, không phải là một số lượng tài nguyên lớn. Tuy nhiên là nó là một cái đơn vị có sức uy hiếp đến anh cũng đến máy bay của đồng minh mình. Và một vài quân ở đây đã bị tiêu diệt rồi, chưa kịp phá hủy được cái nhà xe này. Ngược lại thì đồng minh mình cũng đã ra thêm được một đàn khói ở đây rồi. Đang đợi thêm một con khói này ra thì sẽ có hai khói để tiến công, nó sẽ tốt hơn. Máy bay thì chỉ ra hai xưởng, hai cái sân bay thôi, không phải quá nhiều và chỉ có một xưởng sản xuất máy bay. Ngược lại về phía bên nhà mình thì anh mình đang có một tên quân khá là đông và nó là rất là đông, đang được đưa đây với hệ thống gồm khá là nhiều giang cua, một cái combo khói topping là nhiều giang cua, khá là ngon. Đi tấn công pha này quân địch có thể thủ bằng Toren ở trên đồi thì có lẽ là sẽ ổn thôi nếu mà Toren bên kia nhiều. Tuy nhiên là đồng minh mình thì cũng đã có cái bước đà trinh sát cũng như là dùng máy bay thì vẫn có thể tiêu diệt đi Toren được. Anh mình đang đi một cái hướng mà quân địch chưa có ý định phòng thủ thì phải, khi mà được sự dẫn dắt trinh sát đến từ máy bay của đồng minh mình. Ngược lại phía bên đây thì đồng minh mình cũng đang bắt đầu tiến công vào tấn công. Bên đây có hệ thống Toren thủ, tuy nhiên là Toren vẫn chưa trong cái giai đoạn chế độ triển khai và vẫn chưa sẵn sàng để phòng thủ ở đây thì phải. Bên kia có vẻ như là vẫn hơi khá là bị động trong cái việc là phòng thủ quân của mình. Đấy. Khu vực chiến trường bên dưới thì anh mình đang bắt đầu áp sát tiếp cận vào đây. Bên kia thì mới có một Toren đứng ở đây để phòng thủ thôi. Có lẽ là vẫn chưa điều quân ra kịp khi mà
quân vừa rồi thấy trinh sát đứng bên trên và không có tầm nhìn để nhận ra cái động thái tấn công của anh mình. Ở khu vực đây thì là với cái lượng giang vua và khói tấn công thì anh mình đã càn quét được nhà quân địch khá khá cái lượng quân ở đây. Tuy là đây còn rớt và còn toren cũng như là xe giáp, nhưng mà cái lượng quân này thì còn khá là ít máu và cũng như là khả năng bắn chỉ định của quân địch vẫn chưa là chuẩn xác. Tuy nhiên là một pha điều khói hơi hở đến từ đồng minh của mình, khiến là những con giang cua đứng gần nhau lại còn đứng hở như này thì nó một chịu một lượng đam rất là lớn. Ngược lại khu vực bên dưới này thì quân địch đang có động thái đưa quân ra để phòng thủ và anh mình này đã bị mất tắt mất khói rồi. Hở như này nếu mà quân địch có máy bay ra thì là chắc chắn là khói này sẽ bay màu luôn. Và một pha điều quân vòng vòng rất là khó chịu, với cái khả năng cơ động khá là mạnh kể cả đến từ những con quân hạng nặng thì là bên mình vẫn đang nắm cái thế chủ động hơn và đang tấn công khá là mạnh mẽ vào nhà quân địch. Khả năng phòng thủ bên kia bắt đầu có dần với những con toren. Vâng, toren nã ra rất là rát, bên mình bay màu lượng quân khá khá rồi. Tuy nhiên là quân tiếp viện ở nhà thì vẫn đang được đưa lên liên tục ở vị trí bên đây. Trở về phía bên nhà đồng minh mình thì hiện tại bên đây cũng vẫn đang cò cửa ở vị trí này và bên địch thì vẫn có rớt và toren được sản xuất ra liên tục ở ngay cạnh nhà, thì quân địch sẽ ra được đều đặn và thường xuyên hơn so với đồng minh của mình. Vậy là đồng minh của mình vẫn chưa thể dứt điểm được và cũng như là chưa thể gây một thiệt hại quá lớn về công trình, chủ yếu là quân đổi quân là chính thôi. Ở đây thì anh mình đã phải kéo quân ra vị trí xa một chút, nhất là dụ quân địch ra để có một cái góc tấn công nó đẹp hơn, và đặc biệt là kéo quân địch ra xa nhà thì ở một góc khác quân mình sẽ có thể tấn công vào. Đấy, vị trí bên đây cực kỳ là khó chịu, quân địch đã phải xây tường để bít lại. Tuy nhiên là tường có thể xây được nhưng mà cái công trình thì vẫn ở đấy, nó không chạy đâu được cả, và lại không có đơn vị nào phòng thủ thì nó sẽ không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Lúc này thì quân địch đã phải đưa quân về để phòng thủ thôi. Tuy nhiên đây một tên quân rất là to, quân như này thì mình nghĩ hoàn toàn có thể điều quân ở góc dưới này nữa tấn công thế và gọng kìm kẹp hai đầu quân địch vào thì cực kỳ là khó chịu. Tuy là không có tầm nhìn ở trên đồi nhưng mà với cái khả năng phán đoán thì mình vẫn có thể đoán được vị trí quân địch đang ở tầm cỡ nào và mình có thể điều tiết quân đi phòng thủ một cách tốt nhất. Vâng, toren đang nã ở đây, tuy nhiên là một cái vị trí cách rất xa khói của mình. Ở đây thì quân địch đang dùng máy bay để tấn công những cấu rỉa đi các cái công trình ở nhà mình. Có vẻ như cái xưởng máy bay ba à xưởng khói ba này có thể là sẽ bay màu sớm thôi. Tuy nhiên đã được sự yểm trợ từ không quân của đồng minh mình. Khói ở đây thì đúng như mình suy nghĩ và mình đã dự đoán thì anh mình đang điều quân vào góc ở bên dưới này. Thế đây là thế rất là đẹp rồi. Quân địch nếu mà muốn phòng thủ thì là chạy đầu này quay đầu kia cực kỳ là vất vả với những con rớt nặng nề này. Thì là di chuyển của nó cực kỳ lâu luôn. Ở đây thì khói đã bị tắt rồi. Nếu mà bên kia đồng minh của địch nhanh tay thì hoàn toàn có thể tiêu diệt đi cái đống quân này của mình với những con khói này. Ở đây thì lại một pha tấn công móc hậu nữa. Quân địch ở đây vẫn không có khả năng phòng thủ. Và với số lượng giang vua là 6 con như thế này thì nó sát thương gây lên cực kỳ là nhiều luôn. Giang vua chỉ cần khoảng 4-5 con thôi, sát thương của nó đã khá lớn rồi. Cái xưởng xe này có lẽ là sẽ bay màu trong một sớm một chiều thôi. Và một pha ném bom khá là chuẩn và chất lượng từ quân địch nhưng mà chỉ là một con và nó sẽ chưa giải quyết được vấn đề gì ở thời điểm hiện tại. Và đồng minh mình đang thấy ở minimap có cái dấu hiệu là đưa máy bay sang để trợ giúp thì phải. Quân địch đã khá là quắn rồi khi mà phải đưa cả xe phòng không để trinh sát khói của mình. Vâng, quân địch đã phải chạy vậy rất là vất vả. Ở phía bên đồng nhà địch thì là anh mình lại tiếp tục công móc hậu ở vị trí này khiến quân địch phải mất tay hơn. Tuy nhiên là vẫn chưa thấy sự tấn công nào đến từ đồng minh của mình khi mà có lượng tơn quân khá là to ở đây rồi. Ở khu vực đằng trước thì anh mình lại tiếp tục tấn công vào đây. Vâng, khả năng điều quân của anh mình hiện tại theo như mình nhận xét là đã lên một cái tầm khá là ổn rồi. Nếu mà anh mình chơi tài khoản 26 thì có lẽ là sẽ tốt hơn mình khá là nhiều. Tuy nhiên là mình cũng đã bầu nhưng mà anh mình thì là không chơi. Do ngày trước thì là anh mình chơi tài khoản đó đến tận 10 năm và có một chút câu chuyện thắc khúc mắc với lại anh chủ tài khoản. Vì vậy là đó thì hai anh em ít nói chuyện với nhau hơn mà không còn gọi là thân thiết như xưa nữa. Đấy. Thì quay lại với cái trận đấu lần này thì quân địch đang cố gắng phá hủy đi cái xưởng khói này. Vâng, và có lẽ sẽ lần này thì sẽ phá hủy được thôi. Vâng, còn khói này cũng đã gần bị bay màu rồi. Khả năng phòng không của nhà mình dường như là rất là thấp và với lượng máy bay lớn như thế thì
quân địch sẽ quần đảo cực kỳ là mạnh luôn. Tuy nhiên là đồng minh mình thì cũng đang cố gắng sang đây để phá hủy được cái sân bay này ở một cái nước đi mình thấy là không thực sự là hợp lý. Ở đây thì là thanh niên này đã vỡ trận rồi khi mà sau những pha đảo khói cũng như là điều khói ra vào rất là uyển chuyển và nhịp nhàng ấy, từ anh mình thì thanh niên này đã toang và đồng minh cũng không có khả năng phòng thủ giúp. Mình nghĩ là bên xanh này lên máy bay từ rất là sớm và có một cái lượng tài nguyên khá là ổn, tại sao lại không nên ném bom nhỉ? Mình thấy ném bom chỉ có một hai con thôi và vẫn liên tục ra vertex, trong khi bên mình lại chưa phun khói và máy bay chỉ có một vài con chỉ để yểm trợ thôi. Nhưng đây là một thấy một cái mình nhận thấy là chưa hợp lý. Tất nhiên là mỗi người sẽ có một cách chơi, cách suy nghĩ khác nhau. Đấy chỉ là nhận xét mà một chiều của mình thôi. Hiện tại thì anh mình đang dùng cái số quân để dọn dẹp nốt cái tàn dư của cái nhà xanh này. Và lúc này thì thế trận đang chuyển về 2v1 rồi. Và khả năng phòng thủ bên đây cũng không phải là quá nhiều. Toàn vertex thì phòng thủ trước sức mạnh của khói dường như là không thể. Rồi, quân cũng đang bị đồng minh của mình tiêu diệt dần đi và anh mình cũng đang tấn công vào đây. Tuy là chỉ có hai khói và hai răng cua thôi, nhưng mà hoàn toàn là vertex cũng như là cái hệ thống phòng thủ bên kia bất lực khi mà không có khả năng bắn chỉ định. Và lúc này thì có lẽ như là quân địch đang dần buông tay rồi khi mà nhận thấy đồng minh không còn khả năng phòng thủ nữa. Và nhà có quân địch xanh này thì cũng đã toang rồi. Nhưng mà khả năng phòng thủ mặt đất là bằng không. Chỉ với những cái đơn vị vertex thì nó sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Vẫn đi sâu vào trong để quân sâu hơn vào trong nhà địch thì quân địch vẫn đang ra được rớt và có xe giáp vào đây. Một số lượng là cực kỳ là hạn chế và nó sẽ nhanh chóng nằm trước cái ống súng của những con Jaguar này thôi. Rồi mình sẽ đẩy nhanh tốc độ lên một chút và có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc sớm ngay sau đây thôi. Vâng, trận đấu đã kết thúc ở 21 phút tròn. Trận đấu này thì mình thấy khá là hay đấy. Và cảm ơn mọi người đã xem nhé. Chào mọi người.